cung kỳ bán đạo cung thỉnh mời Phật Thánh Lai Đạo từ chung dâng lên đăng trà quả thực dâng lên lòng tin bái thỉnh Chúa Tiên kỷ trùng tiệc mở thung sung tiếc ngày lành tiệc mở thung sung tam hoa tiên thanh hội công đồng mộ sáng đàn xuyên tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhất tiên tiên sắc phong chế thắng xẻ loạn để xa ngự về ngự ngôi cao cửu tiêu chính vị ở trên trời sở trị bốn phương trong sáng như gương nghi lòng ngài trong sáng như gương tùy cơ phó cảm tùy phương đủ người mày liệu tốt tươi mặt hoa mày liệu tốt tươi hình dung tươi tốt miệng cười như hoa lỗ nhang xạ nhiệt pháp rơi mông huân chư phật hải hợp tất tao văn tùy sứ kết phương vân thành nghi phương ngân chư phật hiện toàn thân nam mô hương vân cánh bồ tát ma ha ta nam mô hương vân cánh bồ tát ma ha ta nam mô hương vân cánh bồ tát ma ha ta giai đoạn thánh gia cổ cung đệ nhị địa tiên thỉnh mời mẫu đệ nhị địa tiên vốn xưa hiển thánh trong đền sông sơn nhan sắc khác thương hình sóng nhan sắc khác thương giá xanh đòi một hoa vương nghề khôn đi là thắm thứ bài biết đâu là thắm thứ bài lòng chính không đồng một bài đến Nam Hải ngạn đô nhiệt minh hương xa du tử mẫu lưỡng vô hương phạm nồi đắp thanh hương trí tâm kim cương nhất chu biến thập phương nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát khai quang sông nhàn thập cờ diệu quang nhiên chiêu từ trung ngã tứ tăng cung giảm kim phụng hoàng thân thần thánh chúa thiên trung vương ca lăng phật giờ ân từ bi bất chúng sinh cố ngã kim đính đệ dòng nhang thập cờ diệu khai quang và chiếu đàn sa loan thanh xa hồi cung thủy quốc động đình người con vua thủy quốc động đình để tam đức thánh thoại mong giáng sinh để dòng đức vương vẹn công dùng ngôn hạnh vẽ nhu mì cỡ tinh thiên nhiên các giá thần tiên dòng trời các giá thần tiên đã đành đức thánh thoại ngài trời biển để con cao giới định chân ngang phân khởi xuân thương thương đệ tử thiên thành hiện tại kim lô phong quanh các nhân ngôn tự mang tập phương định nhật và du biến đạt tiêu tài trương nam mô nhang cung giác bồ tát ma ha tát nam mô nhang cung giác bồ tát ma ha tát nam mô nhang cung giác bồ tát ma ha tát sa loan thanh xa hồi cung thỉnh mời lê mại chúa tiên núi dùm chúa ngự chấn miền tuyên quang đức chúa ngàn con vua đế thích sáng sinh vào dấu tích đề già tháng hai mùng ba năm thân đi tháng hai mùng ba đình sinh cho thiên chúa khai hoa sần thì
nhan sắc phương phi yểu điệu nét dịu dàng dương liệu tốt tươi hôm sáng từ trời xuống đi hôm sáng từ trời môi son má vẫn miệng bà cười như hoa sặt chuông thiền ở nhật hoa trình niềm đam mê nhớ xưa tích cũ chốn lạc châu thủy tú sơn tinh đồng cuồng công chúa giáng sinh y trang khắp bốn phương từ
tàng xuân phát tuổi vừa ngoài kỳ mát cõi trần phút ni đã lên tiên thần thông biên hóa Yeah.
thanh tu trên gành nhị thủy bà giáng chân chính ngơ chỉ yêu ma chúa về chắc giác điện tòa hương nơ phù đệ tử thì được vinh hoa thọ trường. Nghề cương cương lại thêm tinh tú đoán nghi trường hay là vốn sinh ra tình dung tươi tốt ra tượng là tròn chốt môi son ni hà ý hà lên non dậy chim uốn lưỡi véo vòn vui mừng các cửa rừng nhì 36 động nghe uy bà thú phục cầm kinh nghi hà ý hà khi làng sơn đồng đăng ao cá lúc lại về thanh hóa nghệ an ý hà ý hà bệnh túc mơ thì tan không sắc phong lễ mai đại vương hiệu đức chúa mường hoàn trị sơn lâm suối khe nước chảy ầm ầm cá quần hàng núi khi trầm khi cao sâu cùng các bộ hầu thực ngờ khéo sân hoa cưỡi con bạch tượng cửu thank you.
về đồng tiến cung tuần nhang ý tiên nga lại ý sai bách bộ nàng hoa phụng châu tím ngọc bước sang đồng tiền ai mà thành kinh hữu duyên ý kính quyết mời ý bà về có lệnh bài sai chữ sinh các bộ tốc tài đáo đàn lệnh bà truyền các tướng sơn trang thánh sư bạch tượng hổ mang đi về châu ngày hôm nay thành kính kêu cầu cố ban cùng với một bầu rượu tăm cao non châu quê dư trăm ý à. Châu quê dương trăm nón chiêng hai xảo lụa tăm mi vấn khăn tiền đài nhất khỏe làm bằng tiền đài nhất khỏe làm bằng vẫn du túi gió bầu trắng nghi ngự về ưng nghi lòng chôn đấy sơn kề ý ưng lòng chôn đấy sơn kề chúa về tiếp lộc để huề sư muôn điều tôi phụng sự thần hồn ý điều tôi phụng sự thần hồn thỉnh ta thượng ngự chân môn minh điền đình sớm hồng đã tố đã trình ý đến phép sư
đã thỉnh cầu kêu mời xuất độc, đem phi phù ân phóng càn khôn, âm âm khen dục trống rồi ngược ý tứ phương khói tỏa bát môn ni vang lừng, khoác thanh y ngự lưng bạch tượng, các thị hầu mạnh tướng theo sau, bà truyền cấp cấp cho màu ý thọ trường niên đường yên gia sự, phục mãn đường tôn từ nghĩ thông hành ý sao bắt đầu ân hà ý chắp tay điện bà bú sông đăng, sông đăng bà bú xin già bé ba đắt đứng đài và ngăn giải nhất sáng kiều bán cho giải nhất sang yêu bổng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, anh đồng quan khuya sớm đi phù thờ 30 mùng 1 một ngày 14 hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 14 chúa ai đương xanh tay
trăng trải chuốt đêm ngày dưỡng dục. Giá xoa bằng vàng ngọc nết na nhợn tinh sao đầu ngân hà. Cách điều đóa phù dung dương liễu nhờn nhớ vẻ nào mà chẳng trai lừng. Thank you.
có rượu vang miên chiếu từ trung ngã tít tăng cũng sàng kỳ phục hoàng thân phận thánh đế tìm trung vương xa lăng tâm xa ông từ bi lần mượn chung sinh cô ngã kim đỉnh lễ khai quang và chiếu thiên tôn văn sứ dâng đến thượng đài văn sứ dâng lên chính quan để nhất khai chép biến dành dành vì cho nhị tự tràng sinh nhị tự tràng sinh về cho nhị tự tràng sinh chữ phú chữ quý các linh thọ trường vì cho dũng mãnh khang thường dũng mạnh đôi đường độ cho dũng mạnh đôi đường cửa nhà tư tốt lộc tài đề đa bốn mùa phạm lạng khang qua quang sóng nhang thần cử rìa quang minh chứng mã phong đã tích tầm cung giang như phục hoàng thân cận thánh chúa thiên trung vương ca lăng tân giờ ân từ bí mật chúng sinh cố ngã kim đinh lễ sóng nhang thầm cờ rìa khai quang và thiếu đàn duyên trên ni thượng giới tôn quan người giáng thế ý vâng sắc trời cứu thế độ dân. Thiền cát Nhật là nhà họ Đỗ chí dạ tâm thành ăn cơm bốn phủ mặc áo đình thần nhất tâm tượng dạ hạ tâm cầu ngày hôm nay tam niên mãn tan thập cách thành đồng thiết lập đàn duyên cầu đào cửa anh về ngự đền ngự phủ anh chứng tâm lời kêu tiếng khấn ban khen chủ nhà lời kêu tiếng bạch tiến trình cửa anh chứng tâm chứng lễ ban khen cho đồng đền sở tại ban khánh tiết nhà đền được tăng phúc tăng thọ có sức có khỏe để sớm thay huê chiều nọc nước khêu đèn thắp hương cửa đình thần tam tứ phủ cửa anh chứng tâm chứng lễ ban khen cho dân thôn bản hạ khẳng phấn nghề nghiêu điều phong vũ thuận chứng tâm cho cung đờn kiến hát quỳnh loan quế huệ chư nhân thần tử nhất tâm khâm trực tác lễ trợ duyên tiếp phúc thương đò nhà họ Đỗ nhỉ từ nay trở đi chí kỳ trở lại yên căn yên quả yên cung yên mệnh á phụng sự tôi con cửa tiên cung tiên thánh làm con cửa đình thần bốn phủ nhỉ anh khuôn phù cho được tài anh xuyên trí lộc tựa vân lai công danh thành đạt sự nghiệp được viên thành phụ thân được sức khỏe bình an khang thái huynh đệ được hùng cường trong chốn gia môn hưng khang hưng thịnh nga trong nhi tam cõi cửu châu phi đâu vọng bài con lớn độ cho quốc thái dân an thánh gia thỉnh mời hoàng đế tinh quân hiệu ông đệ nhị tần để sáng sinh ra hồi cung thái tử đệ tam bơ không thỉnh mời thái tử đệ tam bơ phương phi diệt bảo dùng nhạc đi khác thường tố đôi thiên đình thoải phù trước võ thần mình ông lớn chân thủ hình lành giang nhân khi nhàn ngự ngai vàng tuần du nghi kiểm soát na cõi phàm y trần gian y mái thuyền lan đổ dòng xích bích hô quân nữ trèo du lịch tư phương có phen tuần thu sông hương
tỉnh Bắc ở quê Dương ý, lục đầu. Dâng một chén nhang tấu về thoại phủ các ban các tòa thiên đình địa phủ Diêm La, tấu về thoại phủ đức vua cha động đình vốn xong ngựa xây thoại cung. Văn tấu dâng lên thượng này, văn tấu dâng lên trình quan tam phủ ngài xét biên dành dành kỳ do nhị gia sinh, để trình vua cha sớ này, để trình vua cha tam tòa tứ phủ hội đồng chứng minh sớ này tấu lên thiên đình, chữ phú chữ quý khang đinh thọ trường phê cho sung mạnh đôi đường, cửa nhà tư tốt lộc tài để đạt bốn mùa phạm lạc an qua. Tam tài dưỡng ngã đại tam tài hộ ngã đại phục thịnh thịnh như lai điểm khai khai tận nhân khai nhân nhân quang minh khai nhị thiên thành khai tâm văn nghị khai túc năng cung thành dòng nhan thập cờ diệu quang minh chứng minh nhân nhất bái thượng thiên nơ nhị bái thượng ngàn tam tài vì thoại cung minh. Tam thai sinh ngã đại tam thai dưỡng ngã đại tam thai hộ ngã đại nhất an tam hồn định nhị an kỷ phách định tam an thân thể giác minh vị đắc trường sinh. Khai quang song nhan thất cờ diệu quang niên chứng lan duyên ngã bích tăng cũng sàng kim phủ hoàng thân quận thánh đế thiên trùng gương. Phú đọc khoan thai
hiến diệu thanh y ván cờ tiên ngồi gióng giả sơn xuyên dục tu y y nghi tha hải chúng linh người con vua khỏi quốc nghi động mong đình tôn danh hiệu y đệ tam hoàng thái tử có phen lại về nơi thoại phủ đóng cần đài ý mão vào quỳ năm ba đồng tử theo hầu vào tô vương phụ về hầu đức mẫu vương thánh sáng lớn liệt tung hoành quan tuân uy xa lớn liệt tung hoành trừ đà sát quỷ nên danh nghề tướng tài phán các quan ngài về truyền phán các quan nơ ta văn hữu võ lưỡng ban đáo đàn lệnh truyền văn võ đôi hàng thiên binh vạn mã hàng ngàn kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ thiên đội vạn cơ lệnh truyền thiên đội vạn cơ quan quân bây giờ ngài chắp sáng anh linh trước là khám xét bản đền sau là thu chóc cả tình phen này uy ra trần thế biết tay uy ra trần thế biết tay cứ nên đồng tài cứu dây dương gian cứu đồ cho đó bình an văn số dâng lên thượng này văn số dâng lên ông quật tu đôi chép biên dành dành khi cho hình tượng tràng dinh để trình vua cha sớ nay để trình vua cha tam tòa tứ phủ hội đồng chứng minh sớ này tố lên thiên đình phú chư quý khang đinh thọ trường phê cho dũng mạnh đôi đường hai quang dòng nhang thần cử diều bán về chúng mã phong cá tích tặng cung gia khi phùng toàn thân cần thánh chuông tiên trung vương
Hậu Đỗ thiết lập đàn duyên cung binh tứ vũ cầu an. Đã biệt chư dinh chư tướng các quan. Đã binh cấp đáo. Dòng quay mũi. Bảo chúa bao đời áp bức ý thù ngoại xâm lũ giặc cường hùng thế rằng không đổi trời chung vùng đau quét sạch ý thù trong giặc ngoài quyết mở đường cho dân dân an quốc thái ý dựng cơ đồ vạn đại cao sâu nhớ xưa tích cũ nhiệm màu tôn quan đệ ngũ ý ngự ý kim
niên thiếu đao binh yên ngựa. Nam mô Y A Hồ sớm sớm hôm mai thánh ba đền nhất vui vẻ lên rồng ngày chơi phủ tiên lầu hồng nghệ bao xa lúc ngang xa nhiệt phong giới mong mân chư Phật hài hợp tất văn văn tùy sứ hết thương vân thanh nhì phương luân chư Phật hiện toàn thân anh ra trên ngàn dương văn thánh bà để nhị trên ngàn đồng quang tuần quan sáng đền để chứng đầy trên ngàn gió quần ní dung chim mơ bay về ngàn cánh tuyên nguyệt lặn sao tàn chiếc tòi bán nguyệt nề phán nghi quan treo vào quan quan trèo gập ghềnh quan thấp lầu cao quan nhi thất lầu cao treo ra núi đỏ treo về ngàn xanh trên gương ngàn đệ nhị tối linh thank you.
đức tiếng đụt. Chớp mưa tuôn đầu cánh sang à, mắt phượng long lanh ý hà ý hà. Quế trên rừng đào khi xa thác tay lúc đi vào thác con về đồng làm lễ dâng nhang cúi đầu lạy mẫu mười phương đồ trì tay dâng nhang từ bi ý phần tốt phần gần
phần xa đổ cho nàng nữ trẻ già. Gói núi bạc vàng kính sân cơm làm gạo lúc cơm lình thứ nhất châu cho lộc hoa, thứ nhì
lộc quả thứ ba mình lộc tiền. Xanh gọn nhịp vang rền cùng nàng tiếng ca bay lên cung trời, cung trời bay lên cung trời. Anh tự thành trầu rẽ khắp nơi trên trần gian ai biết được cuộc đời cung đình, trần gian ai biết đông quốc ta tối ly. Quyền cai bảo lạc hà sang, sơn tinh bầm thu hổ lang về châu, quyền cai sam sập miền an châu. Đệ tam châu mùa thánh thoại tiến thay, hành vân hành vũ làm dày xó mưa. Dưới đỉnh chân ngang Phật khởi xung thiên tượng, tín chủ kiện thành nhiệt tại tinh đô phong khoảnh khắc nhật luân tứ tiên mãn thập phương. Tích nhật ra du biên là tiêu thai trương, nam mô nhà cung giảng bồ tát ma ha tát, nam mô nhà cung giảng bồ tát ma ha tát, nam mô nhà cung giảng bồ tát ma ha tát. Thanh xa hồi cung ngồi đã tan sự chia thiên câu ơi, ngồi trên ngôi cao cầu tường thánh đồng đến điểm lại lên cầu ơi đừng quên nhé chúng con mong chờ cầu hoàng sư về. Chia tay người dần gian, hẹn đến lần sau cô bé tôi lại về, hẹn đến lần sau cậu ơi đừng quên nhé chúng con mong chờ cậu bé sớm về. Tôi đã tan sự chia tay cậu ơi, ngồi trên ngôi cao cầu thương thanh đồng, cầu thương cùng bạn bạn cầu lẽ bạn cho chân xuyên cầu thương bạn bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.